Rồi chào anh em nha. Ngày không có không hơi bận nhiều tại vì tối nói chuyện điện thoại nhiều quá. Cái bữa nào nói chuyện nhiều cái mình không có kịp làm clip. Bữa nay mình tranh thủ làm sớm mình nói về cái mấy vấn đề anh em gặp hàng ngày. Mấy bữa nay anh em điện liên tục luôn. Ngày điện ba ông ngự, ổ gà cò kè. Thì đã mình chỉ cái đầu tiên là anh em gà cò kè nếu mà giấc tối hay giấc chiều mà mình không có hút cò khè đặc trị của con gà thì mình gà đặc trị là con hút cục tây. Anh em đi ra ngoài anh em nếu gà tre thì anh em mua liền cho mình là cái phần mà nít 2 tuổi cò khè có đà nha, một phần uống là một lần một ngày uống một phần à, là qua mấy uống phần nữa ăn gà thấy một phần một thấy là con gà nó im. Với gà nầu thì nít 3 tuổi cò khè có đà không lấy hút bột lấy hút viên, mua hút viên về cho nó uống phần vậy đó. Với tình trạng mà tối á, mấy già là trời nắng nè, nóng, trời nóng là gà bị khò khè sưng mặt rất là nhiều, nhưng bị khò rất là nhiều luôn, độ sưng mặt nó ít hơn cái hàng khò khè. Cái hàng khò khè á thì nói chung là nó học mình không sợ, mình trị nó dễ, còn cái hàng sưng mặt thì nó hơi lâu chút là chích thuốc nhiều con nó bị, nó không sưng mặt mà nó bệnh con mắt, nó bị đưa con mắt rồi nó không sưng mặt. Thì biểu hiện của cái con gà mà khò khè là anh em cầm lên nó khò khè dễ biết đúng không, nhưng mà dặn tối là nó khò rất là dữ à. Thì anh em đi ra tiệm thuốc tây anh em mua cho mình cái lần thuốc mình nãy nói đó, nít 3 tuổi khò khè có đàm không lấy hút bột lấy hút viên, tại vì người ta hút nít là tôi đưa hút bịch á, hút bột viên pha anh em đừng lấy, anh em hút lên anh em nói là hút viên về trong gà uống. Mình đảm bảo anh em là sáng tối là phê đi ra là hết khò liền, nó hay lắm. Rồi sáng á thì mình có liên xin đài lo nắp vàng mình đẩy cho nó ngủ ha, đẩy cho nó ngủ liền đó, mình vừa tay vừa hút cái này kia, vừa hút tay vừa quay luôn. Nói chung là cái gì mà chị con gà mình thấy nó hiệu quả mình chia sẻ cho anh em, chứ anh em khỏi cần mà hút tay mà cái viên vị trên anh em ra nấu y chang như vậy mua như vậy cho mình là gọt gà cò khè là im liền, sổ sổ khè chảy mũi rồi đó, anh em bút cho mình cái phần vậy là nó im liền. Rồi sưng mặt luôn, nó sưng mặt cái sưng mặt khò khè uống một phần nó cũng y chang luôn, nó cũng hết nữa. Nói chung là nó rất là hiệu quả luôn, chứ không phải khỏi thuốc tây mà anh em mua cái lệ hiệu gì vậy cho nó khỏi đi. Anh em ra tiệm thuốc tây anh em mua giống vậy cho mình cứu con gà lẹ lắm, mình nó hẹt đẩy vô cái là con gà mình nó nín liền, thổi là phi ra thấy nó bớt khò nó nín liền luôn. Qua wow, mai sáng có liên xin thì lo nắp vàng thì với đồ son gì đó thì mình đẩy cho nó cái hai cái 50-50 mình chích cái rồi có gì ông thanh với lô sát nữa thì khỏi bài rồi ha. Là chị dứt điểm con gà anh em là khò khè rất là mau lẹ luôn, mà chị xong rồi thì mình nên xả cho nó, xả hút cho nó, nếu nó hết mình xả hút là mình mua lấy mấy cái rau mà rau sam mọc ngoài đường nè, với rau cỏ rau dền ý bậy rau diệu rau diệu với cỏ mật hay là lá đinh lăng hay là lá giang, những lúc trước mình đã đưa những lô lá đó lên thì cái đó là những cái cách mà mình xả thuốc cho con gà nó mát lại, tại vì mình chích thuốc nhiều, hút nhiều thì con gà nó sẽ bị nóng đúng không, thì mình cho nó uống thuốc ăn như vậy vô là thì con gà nó mát nó xả lại. Đó là mấy dạ anh em điện mình cái vụ mà khò khè hoài luôn, tại vì trời này mình nuôi gà nó cho mình rất là mình hiểu, tại vì trời nóng nuôi gà nó có nhiều cái đặc điểm lắm, nó dễ bệnh là nóng quá là con gà bệnh, và mưa mưa nhiều không sợ mà sợ đầu mùa mưa vừa đổi mùa đó là con gà bệnh, và cái cuối cùng là chuyển mùa lạnh là con gà nó bệnh nữa đó, nó đầu mùa là con gà nó bị liền. Mình nói anh em đó, nuôi nói chung nuôi gà là phải có thuốc, không thuốc không được, mà để chứ mình thủ sẵn ở trên nè cái tủ thuốc của mình tàu mình thủ sẵn hết cho anh em ơi, chứ nuôi gà mà không có thủ sẵn anh em chị sao chị kịp. Mình đầy đủ đồ chơi cho gà ở trên đó, đủ hết thuốc gì cũng có hết, nói chung là mình thủ sẵn rồi, mà chứ mình nuôi số lượng nhiều thì thủ sẵn không nói, anh em nuôi số lượng ít anh em cũng không thủ luôn, anh em nó có 2-3 con thủ làm gì, mua làm gì để dành chi, tới giờ gà bệnh cái anh em không biết thuốc đâu mà anh em trốn đúng không. Rồi anh em điện mình thì mình nói anh em luôn, rồi anh em thuốc ở đâu anh em mua, trong khi đó cái hàng mấy cái hàng thuốc mà như liên cũng xin đồ nắp vàng là nó ít thị trường có bán,
mình nên hẹn ít cái thị trường bán, chứ không phải là chỗ nào cũng có bán, anh em hiểu không? Có chỗ bán trong không, cũng như những cái hiệu thuốc mà những cái mà cái kênh khác người ta đưa lên giới thiệu đủ đủ thứ cho, nhưng mà chỗ đó người ta có mà chỗ khác không có, đúng không? Thì Liên Cứu Sinh Đài Loan mà anh em mua mà không có thì anh em vô cái kênh bán thuốc gà của mình đó, thì anh em vô đó cái số điện thoại của mình thì anh em mua thuốc bù đậu của mình thì mình gửi kèm cho anh em nha. Nói chung nuôi gà là phải thủ sẵn này, chứ anh em đừng có đợi chờ mà ai mà thuốc đâu mà cứu gà mình đâu, mình mua mình đã dành sẵn vậy đó, thì có lúc bị là mình. Thì bây giờ nói chung anh em nếu mà không có mua thuốc thú y được thì anh em ra mua thuốc mà nít nãy mình nói đó, thì anh em để vô bịch đi để sẵn vậy thôi, có gì thì mình lấy ra sử dụng liền, cũng như mình đây là mình làm vậy nè, đó cũng như mình đây là mình thủ sẵn vậy nè, mình mua lần 10 lần vậy đó, cái mình đã dành sẵn cái bịch ta có dán là vậy nè. Đó là những cái, đây là cái loại những cái thuốc mà cầu hè nè, sưng mặt luôn cũng được nữa, chảy mũi luôn, nó cũng gom là có gì đó à. Thì mình nói với anh em tối mà nghe khò khò nó ra chạy muốn tay mua liền cho mình, không phải để dành sẵn, mình lúc nào cũng mua không có nhiêu tiền đâu anh em ơi. Thì mà anh em nếu mà không mua nhiều, anh em mua ít, mua 5 lần mấy lần anh em để dành sẵn, chứ cái lúc mà con gà tối nó bị khò khò hơn, con gà nó bị tối nhiều đúng không, tối chiều con bị chiều nó không nghe, mà bây giờ tối á cho mặt trời á bắt đầu anh em nghe nó khò, trời ơi nó khò nó kéo đàn cò đúng không, nhiều con gà anh em bị như vậy, tối nó ọt 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 hoài vậy đó, rồi thuốc đâu anh em chị bắt ra. Mình là tối 11 giờ mười mấy 11 giờ đó mình đi vòng vòng mình coi con nào mà nghe khọt khọt là bắt ra mình đẩy cho nó liều liền đó. Thì anh em mua đi ra tiệm tay anh em mua sẵn như mình đi để dành vậy đó, thì có là để chỉ liền. Nói chung cái gì mà mình làm cho con gà mình nó hết được đúng không, mình làm cho gà mình hết được là mình chia sẻ cho anh em, chứ anh em khỏi cần mà cái thuốc tây mà cái thuốc gì anh em khổng tạp đi, anh em ra mua sẵn với mình vậy nè, đó đẩy sẵn đi, đẩy cái một họ đẩy vô cái một mấy sáng anh em không có hút thuốc y thì anh em đẩy cái nữa đầu là nó dứt điểm. Mà mình nói thiệt, nếu mà có cái thằng Lycosin là lo nắp vàng với cái thằng Rojison với thằng Diêu Thanh Lô Sách nữa thì nó tốt hơn, nó tốt nữa, nhưng mà cái này á là chị cấp tốc nè, cực kỳ hay luôn, sáng mình đẩy cái kia nữa rồi là ok dứt điểm con gà liền, không có còn mà nghe họ nhớt miệng nhớt bọng gì đó, nó hay lắm, chứ khỏi cần mà hút tay mà cái hút thuốc gì nha, anh em khỏi cần cái đó luôn. Thì nói chung cái gì mình làm được thì mình chia sẻ cho anh em đó. Còn anh em hỏi mà hỏi mình về cái con gà mà bị dem mắt hay là bị đấu gì trúng mắt, nó còn con mắt, nó đầu tư giờ mình nói đầu tiên là con gà còn một mắt này, nếu chơi không thì nói chung là nó chơi vẫn được chứ không phải không được, nhiều con gà nó có một mắt mà nó còn quýt 7-8 cái chứ không phải là cái khơi đâu nè, 10 mấy cái luôn đó. Một mắt thôi, nhưng mà anh em phải thời gian anh em phải cho nó vô cái chỗ nó rộng, con gà một mắt anh em phải nuôi là nó vậy, là cách nuôi đơn giản nha, anh em cho nó vô cái chỗ rộng chút xíu, thả chuồng rộng chút xíu đó, đó cho nó đi nó sai chở, cho đi sai chở con mắt nó cho nó quen con mắt nó đúng không, nó quen con mắt cái anh em nuôi nó liếu con mắt nó bình thường rồi thì anh em bắt ra lâu lâu cái anh em nhấp 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 hoài cho mình đi, cứ cần lỡ nhấp 3 lần cũng đừng, nhấp 6 cái chân đừng cho vô gai ha, cứ nhấp hoài cho nó sai chở con mắt nó quen, đó là người ta tập con mắt con gà, thì một khi con mắt nó quen rồi thì nó bình thường có đâu đúng không, thì vẫn chơi bình thường đó. Mình đã chừng chứng kiến như mình gặp mình đang nuôi luôn một mắt, chứ không phải là nó về nó phế đâu nè, nó kinh khủng lắm đó. Và cái đầu tiên con gà chị về con mắt con gà thì chỉ có thằng Lô Tô, cái chai nhỏ mắt Lô Tô mà trong màu xanh đó, thì quốc tay bán đó, cái chai đó thì khỏi bàn, nó hay lắm. Con mắt gà bị đỏ chúng dèm đỏ gì, nói chung lúc tết mà con gà của mình nha, nó bị đá trúng con mắt tưởng phá đầu luôn, tưởng mù luôn, mình thấy nó cũng tiếc lắm, mình cũng buồn. Cái mình cũng kiên trì, mình nhỏ sáng nhỏ chiều nhỏ nhỏ nhỏ, 3 buổi sau con gà mình nó ăn được, tự nó ăn được mình mừng quá trời luôn, nó cũng hết bây giờ là bình thường rồi. Thì con mắt con gà của mình nó nói chung là bây giờ nó cũng bình thường, với đó mình chị cũng rất là hay, chai Lô Tô màu xanh đó, chai hút nhỏ mắt của tận quốc tây nó bán đó. Cái gà mà nói chung anh em nó anh em sổ dêm dêm á, đầu tiên anh em nhỏ nước mắm cho mình đi nha,
cái đấu về trúng mắt đỏ thì anh em nhỏ một giọt nước mắm, sáng nhỏ một giọt, chiều một giọt nước mắm mình, nước mắm chai mình đó anh em, nó đơn giản thôi, nhỏ mắt đó, cứ sáng nhỏ một giọt, chiều nhỏ, sáng nhỏ, chiều nhỏ, cho nó 2 ngày nó thấy nó tan tan phải không. Cái này sử dụng trên lô tô, trên lô tô cũng sáng nhỏ, chiều nhỏ, trưa nhỏ cũng được, ngày 3 cử cũng được. Trên lô tô nó nhỏ giọt giọt nó hay lắm, nó sẽ làm trị cái giác mạc của gà anh em. Mình ợi nè, thì nó cũng rất là hay. Nói chung là cái chai lô tô mà cái đơn giản, cái gì hay là mình mua, mình chia sẻ cho anh em, đơn giản lắm. Cứ nhỏ sáng nhỏ, chiều nhỏ sáng nhỏ, chiều nhỏ, còn gà điện nặng thì chưa nhỏ giọt, chiều nhỏ sáng nhỏ, là nó công dụng là nó sẽ làm giúp giác mạc cho gà anh em, phục hồi cái mạch máu đủ thứ đó, thì con gà anh em nó sẽ nó thấy đường, chứ không phải nó là nó bị đu luôn nha. Không phải, mình chỉ rất là nhiều con gà nào mà con mắt từ khi mà nó bị bởi chồng, bởi chồng là đơn giản anh em, nhìn như con mắt của nó có dòng đen của nó sẽ bị trong, con gà mắt bị trong rồi là khẩu trị không có được, đang hết thuốc trị rồi. Chứ nhiều anh em nhiều cách lắm, trời ơi, bắt con rồi bỏ vô mai lại, mình nói thiệt chứ không có cái gì mà làm con gà nó bị đuôi rầu là không bao giờ nó bình thường. Cái con gà bị gem á, mình nói thiệt nha, con gà bị gem á thì nó sẽ bình thường, thời gian nó sẽ phục hồi lại, chứ không phải là anh em nào cũng hay lắm, trời ơi, gà bị đuôi cái lấy bắt rồi bỏ vô mai lại nữa hay được, đâu có thuốc tiên đâu nè, không có đâu, không có thuốc tiên. Chứ nhiều con gà đi đấu anh em đi tin nó chỉ quạt nhẹ cái đầu phá đầu là nó bị trúng với hàng kinh, nó cũng đâu có thấy hai bên đâu, nó không thấy đường, nó không thấy hai bên luôn đó, nó cũng rất là tội nghiệp, đúng không? Thì cái đó hút gì chạy đó cũng toàn thứ dữ, không bắt rồi bỏ vô mai lại đủ thứ. Mình nói như này đơn giản cho mình đi, nuôi gà có mắt bị gem thì chỉ cần anh em chai nước mắm, cái nước mắm của mình ăn hàng ngày đó, nước mắm thôi và cái chai lô tô, hai cái đó là nó hiệu quả rất là cao trong cái tình trạng mà con gà bị gem nha, bị gem là diễm gem quẹt gì con mắt đó thì nó rất là hay, trừ khi con mắt gà anh em nó không bị chảy nước đục. Nếu bị chảy nước đục thì là vô phương rồi, là cái con ngư nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng, thì không có thuốc gì trị đâu, không có đâu, ai cũng hay đó, bắt rồi bỏ vô mai lại thấy đường, không có nè. Cái đó là kêu là cầu cầu mai đó, nếu con gà nó bị trúng cái đó thì sao mà làm được, hiểu không? Còn mình nói đơn giản nên khỏi cần phức tạp giống bắt chước người nào cho nó nhiều, mình nói thực tế không, mình cho chia sẻ thực tế cho anh em là dần lấy nước mắm nhỏ về cái chai lô tô rồi hai cái đó là đạt hiệu quả rồi. Anh em đừng có cưng gà quá, anh em làm cách này cách kia đủ thứ, nói chung là nó không có đạt, không có nào mà qua nước mắm đâu, thiệt không có gì qua nước mắm nha, với chai lô tô nha. Còn cái đọt khế cũng vậy, đọt khế cũng công dụng, chứ làm tan cái máu bầm thì nó cũng không bằng nước mắm. Nước mắm là muối, nói chung nó rất là hay, nó nhỏ vô là con mắt gà anh em bị đỏ đục phải không, nó ngầu phải không, nhỏ vô vài bữa, bữa hai bữa là thấy gà nó bật bớt bớt phải không, mình nhỏ lô tô rồi anh em làm như mình nói đi, mình đảm bảo anh em nó không bị gì trên, nó sẽ thành công thôi, nó thấy đường nó rất bình thường. Chứ trừ khi mà nó đợi em được hết chạy nước đục nghe, nước đục là mình hết, là không hết trị được rồi, chỉ là nhỏ nước mắm cho nó tan máu bầm thì nó lành vết thương con mắt thôi, sau chứ không có làm gì nữa nha. Rồi mình cũng chúc anh em thành công trong cái mà những cái cách mình chia sẻ nãy giờ, anh em cứ áp dụng thử nha, chào anh em.